Xin chào các em học sinh. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng với các em trong tiết khoa học bài 16 Ăn uống khi bị bệnh. Qua bài học hôm nay, chúng ta cần đạt được một số mục tiêu như sau. Mục tiêu thứ nhất, nhận biết người bệnh cần ăn uống đủ chất, chỉ một số bệnh phải ăn kiêng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Mục tiêu thứ hai, biết ăn uống hợp lý khi bị bệnh. Mục tiêu thứ ba, biết cách phòng chống mất nước khi bị tiêu chảy, pha được dung dịch Orezon hoặc chuẩn bị nước cháo muối khi bản thân hoặc người thân bị tiêu chảy. Trong bài học này, chúng ta cần tìm hiểu ba hoạt động. Hoạt động thứ nhất, chế độ ăn uống khi bị bệnh. Hoạt động thứ hai, chăm sóc người bị tiêu chảy. Hoạt động thứ ba, trò chơi ai nhanh nhất. Để học tốt bài học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị một số đồ dùng học tập cần thiết như sau. Sách khoa học lớp 4, vở nháp, bút, gói dung dịch Orezon hoặc ít muối và 6 muỗng đường, một cốc có vạch chia, 1 lít nước, một nắm gạo, một ít muối, một cái chén. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tiết học nhé. Tiết khoa học bài Ăn uống khi bị bệnh. Hoạt động thứ nhất chúng ta cần tìm hiểu, đấy là hoạt động 1, chế độ ăn uống khi bị bệnh. Các em hãy quan sát bức tranh trên và cho cô biết bức tranh vẽ gì nào. À, như chúng ta thấy thì bức tranh vẽ một bạn nhỏ và người mẹ của bạn ấy. Chúng ta quan sát và thấy vẻ mặt của bạn ấy không được vui, chắc là bạn ấy đang bị bệnh đấy các em ạ. À, người mẹ của bạn ấy thì đang đút sữa cho bạn ấy nhưng bạn ấy không chịu uống. Lúc đó người mẹ sẽ nói với bạn nhỏ là con phải chịu khó ăn uống cho cháu khỏe. Khi mình bị bệnh thì mình cảm thấy trong người rất là khó chịu nhưng mà mình cũng phải ăn uống đầy đủ để có sức khỏe để có thể chống lại bệnh tật đấy. Các em hãy quan sát ba bức tranh trong sách giáo khoa trang 34 và hoàn thành phiếu bài tập sau. Ở phiếu bài tập này thì chúng ta cần tìm hiểu ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, khi bị các bệnh thông thường, ta cần cho người bệnh ăn các loại thức ăn nào? Câu hỏi thứ hai, đối với người bệnh nặng, nên cho ăn thức ăn đặc hay là loãng và tại sao? Câu hỏi thứ ba, có một số bệnh đòi hỏi ăn kiêng thì nên ăn như thế nào? Các em hãy dừng video và thực hiện phiếu bài tập này trong vòng 6 phút. Thời gian đã hết, các em hãy cùng cô đối chiếu lại kết quả nhé. Khi vì các bệnh thông thường, ta cần cho người bệnh ăn các loại thức ăn chứa nhiều chất. Chúng ta hãy quan sát một số loại thức ăn chứa nhiều chất. Đấy là các món ăn làm từ thịt, từ cá, trứng, sữa này và rau xanh, trái cây. Qua câu hỏi số 2, đối với người bệnh nặng nên cho người ta ăn các loại thức ăn đặc hay loãng thì đối với người bệnh nặng nên cho ăn thức ăn loãng vì thức ăn loãng dễ nuốt, không làm người bệnh sợ ăn. Một số thức ăn loãng người bệnh nặng nên ăn đó là cháo thịt băm nhỏ, cháo tôm bí đỏ, cháo cá, một số nước là ví dụ như nước cam, nước chanh, nước trái cây. Đối với những người bệnh không muốn ăn hoặc ăn quá ít, chúng ta nên dỗ dành, động viên họ và cho họ ăn nhiều bữa trong một ngày. Có một số bệnh đòi hỏi phải ăn kiêng thì chúng ta nên ăn theo hướng dẫn của bác sĩ, ví dụ như bệnh tiểu đường, bệnh béo phì, bệnh đau bao tử, bệnh cao huyết áp. Như vậy, các em vừa tìm hiểu được khi bị bệnh thì nên ăn uống như thế nào rồi. Cô rút ra được ghi nhớ như sau. Người bệnh phải được ăn nhiều thức ăn có giá trị dinh dưỡng như thịt, cá, trứng, sữa, các loại rau xanh, quả chín để bồi bổ cơ thể. Nếu người bệnh quá yếu, không ăn được thức ăn đặc, sẽ cho ăn cháo thịt băm nhỏ, súp, sữa, nước, quả ép. Nếu người bệnh không muốn ăn hoặc ăn quá ít thì nên cho ăn nhiều bữa trong ngày. Có một số bệnh đòi hỏi ăn kiêng theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Tiêu chảy là một loại bệnh thường gặp và rất dễ mắc phải ở con người chúng ta. Vậy các em hoặc người nhà các em đã từng bị tiêu chảy chưa? Và chăm sóc người bị tiêu chảy như thế nào thì cô cùng với các em cùng nhau tìm hiểu qua hoạt động 2 này nhé. Hoạt động 2: chăm sóc người bị tiêu chảy. Các em hãy quan sát bức tranh số 4, số 5, trang 35 ở trong sách giáo khoa. Ở bức tranh số 4 thì người mẹ đưa người con đến thăm khám ở bác sĩ và người mẹ hỏi bác sĩ là: "Thưa bác sĩ, cháu cần được ăn uống như thế nào khi bị tiêu chảy?" Và bác sĩ trả lời: "Phải cho cháu uống dung dịch Orezon hoặc nước cháo muối. Để phòng suy dinh dưỡng, vẫn cho cháu ăn đầy đủ." Ở bức tranh thứ 5 trong sách giáo khoa trang 35, người bác sĩ có nhắc đến dung dịch Orezon. Vậy các em có biết dung dịch Orezon là như thế nào không? À, cô mời các em hãy quan sát trên màn hình. Đây là dung dịch Orezon. Có hai màu, một loại màu trắng, một loại có màu vi cam. Và dung dịch Orezon này có bán ở ngoài các hiệu thuốc rất là nhiều đó các em. Orezon là gói bột trắng có chứa muối natri, muối kali và đường glucose. Orezon giúp bù nước và các chất điện giải trong dung dịch sinh lý của cơ thể bị mất đi khi tiêu chảy. Vậy, để pha được dung dịch Orezon và cháo muối thì em làm như thế nào? À, chúng ta hãy quan sát bức tranh số 6, số 7, trang 35 trong sách giáo khoa. Và chúng ta dừng video trong thời gian 2 phút để quan sát nhé. Thời gian đã hết rồi, các em đã tìm ra được đáp án chưa nào? À, bức tranh số 6 này là bạn nhỏ đang uống nước dung dịch Orezon đấy các em ạ. Và cách pha dung dịch Orezon là chúng ta cho nước vào cốc với lượng vừa uống, dùng kéo sạch cắt đầu gói dung dịch và đổ vào cốc nước, lấy thìa khuấy đều cho tan Orezon, sau đó cho người bệnh uống. Với trường hợp nếu như trong nhà không có Orezon và chúng ta không thể đi mua kịp thì có thể tạo dung dịch bù nước tại nhà cho trẻ như sau. Bước 1, chúng ta lấy 1 lít nước lọc. Bước 2, chúng ta lấy thêm 6 thìa đường. Bước 3, lấy 1/2 thìa muối. Bước 4, khuấy đều cho tan ra và cho người bệnh uống. Tùy theo tình trạng mất nước nhiều hay ít mà lượng nước uống vào trung bình như sau. Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng thì uống từ 250 đến 500 ml. Trẻ từ 6 đến 24 tháng uống 500 đến 1000 ml. Từ 2 đến 5 tuổi uống 750 đến 1500 ml. Trên 5 tuổi từ 1000 đến 2000 ml theo yêu cầu. Chúng ta đã biết cách uống dung dịch Orezon và pha dung dịch Orezon như thế nào rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cách nấu cháo muối nhé. Đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị một nắm gạo, một ít muối và 4 chén nước. Chúng ta cho vào nồi và đun lửa nhỏ đến khi thấy gạo bung thì dùng thìa đánh loãng và múc ra bát để nguội rồi cho người bị tiêu chảy uống. Cô rút ra được kết luận như sau, các em hãy cùng đọc kết luận với cô nhé. Người bị tiêu chảy mất rất nhiều nước, do vậy ngoài việc người bệnh ăn uống bình thường, đủ chất dinh dưỡng, chúng ta cần cho họ uống thêm nước cháo và dung dịch Orezon để chống mất nước. Chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức chúng ta đã học được từ buổi học ngày hôm nay để thực hiện các yêu cầu ở hoạt động 3 này nhé. Hoạt động 3, trò chơi ai nhanh nhất. Các em hãy cùng với cô quan sát các bức tranh trên màn hình. Mỗi bức tranh tương ứng với mỗi loại bệnh khác nhau. Vậy chúng ta hãy chọn cách ăn uống phù hợp với từng loại bệnh. Các em hãy dừng video để thực hiện yêu cầu trong thời gian 3 phút nhé. Thời gian 3 phút đã hết rồi. Cô tin chắc các em đã tìm được kết quả rồi đúng không? Bệnh thứ nhất là bệnh suy dinh dưỡng. Bệnh suy dinh dưỡng thì chúng ta cần phải ăn thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng. Các loại thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng đấy là chất đạm này. Chất đạm thì có thịt,
cá, trứng, chất béo thì đường, sữa, nhóm bột đường thì có bánh mì, các loại bánh quy, nhóm vitamin và khoáng chất thì các loại rau, củ, quả. Bệnh thứ hai là bệnh sốt nặng. Vậy bệnh sốt nặng thì chúng ta nên ăn thức ăn loãng và có chia ra nhiều bữa. Thì chúng ta nên ăn cháo thịt băm nhỏ, súp và uống thật nhiều sữa. Bệnh tiếp theo là bệnh tiêu chảy. Khi bị tiêu chảy, chúng ta cần uống nước cháo muối và dung dịch Orezon. Tiếp theo, cô mời các em theo dõi clip sau nói về những thực phẩm không nên ăn khi bị tiêu chảy. Thực phẩm nên tránh khi bị tiêu chảy. Các loại rau như súp lơ, cải bắp, hành tây, đậu lăng và các loại đậu khác gây đầy hơi có thể khiến dạ dày bạn bị kích thích hơn. Tránh xa các loại rau này cho tới khi các triệu chứng tiêu chảy giảm dần. Các loại quả chứa nhiều chất xơ có thể khiến bạn bị tiêu chảy nặng hơn. Tốt nhất nên tránh các sản phẩm từ sữa như sữa, mayonnaise, trứng và phô mát khi bạn đang bị tiêu chảy, cho dù bạn có dung nạp được lactose hay không. Bệnh tiếp theo là bệnh béo phì. Ở bệnh béo phì thì chúng ta nên ăn kiêng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Và sau đây là hai nhóm thức ăn nên ăn và không nên ăn. Các em theo dõi. Đây là một loại bệnh rất là nguy hiểm hiện nay trên toàn cầu và được cả thế giới rất là quan tâm và chung tay phòng chống và đẩy lùi. Đó chính là bệnh COVID-19. Thì khi nhắc đến bệnh COVID-19 thì chắc hẳn ai chúng ta cũng đều biết rất rõ. Và khi bị bệnh COVID-19 thì chúng ta nên ăn nhiều bữa và đầy đủ các chất dinh dưỡng. Chúng ta uống các loại nước ép từ trái cây, ví dụ như nước cam, nước chanh. Rồi ăn các loại thực phẩm như tôm, cua, cá, mực, ốc, ghẹ. Hơn hết nữa, chúng ta phải luôn thực hiện đúng quy tắc 5K và chỉ thị của nhà nước đề ra. Qua bài học ngày hôm nay, các em đã biết được những điều gì rồi nào? Cô rút được ghi nhớ, các em hãy cùng đọc ghi nhớ với cô nhé. Người bệnh phải được ăn nhiều thức ăn có giá trị dinh dưỡng như thịt, cá, trứng, sữa, các loại rau xanh, quả chín để bồi bổ cơ thể. Nếu người bệnh quá yếu, không ăn được các thức ăn đặc, sẽ cho ăn cháo thịt băm nhỏ, súp, sữa, nước ép quả. Nếu người bệnh không muốn ăn hoặc ăn quá ít thì nên cho ăn nhiều bữa trong một ngày. Có một số bệnh đòi hỏi ăn kiêng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Trước khi kết thúc tiết dạy, cô có một số dặn dò đối với các em. Chúng ta phải ăn uống đầy đủ, học thuộc ghi nhớ, xem trước bài phòng tránh tai nạn đuối nước. Tiết học đã kết thúc rồi, cô xin chúc các em có một buổi học thật là vui vẻ, thành công và thật nhiều sức khỏe. Thân ái chào tạm biệt các em.